tiếp nối những thử thách và nhiệm vụ của ngày đầu tiên. Chiến hữu đồng hành, sức mạnh sẻ chia trở lại với cuộc chiến cam go giữa câu lạc bộ Liên minh Winner Bình Định và Liên minh Winner Bến Tre. Chúng tôi đến từ câu lạc bộ Winner Bình Định và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành thắng lợi. Slogan của chúng tôi là vượt gian nan, đập tan thách thức. Xin chào anh em Liên minh Winner, tôi là Trần Hải, hiện là trưởng câu lạc bộ Winner Quỳnh Thành Bến Tre. Khẩu hiệu của câu lạc bộ Winner Quỳnh Thành là nên phát mơ đam mê. Thử thách dành cho các bạn hoàn thành việc đóng gói 500 túi ăn xin trong thời gian sớm nhất. Wow, 500 túi, các bạn làm được không? Được không? Anh em câu lạc bộ Winner Quỳnh Thành, cố lên, cố lên, quyết chiến, quyết thắng. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Mỗi người một việc, chiến lược rõ ràng, từng túi ăn xin lần lượt được xếp thành hàng, cả hai đội đều ngang tài ngang sức. Trong đợt thử thách lần này giữa Bình Định và Bến Tre, đội nào sẽ giành chiến thắng? Với thời gian hoàn thành phần thi ngắn hơn 10 phút, câu lạc bộ Liên minh Winner tại tỉnh Bình Định đã giành chiến thắng trong thử thách đóng gói túi quà ăn xin. Chiến thắng này không chỉ mang đến phần quà cho đội, mà hơn thế nữa, số tiền thưởng 30 triệu đồng sẽ được đóng góp vào quỹ triệu túi ăn xin của cả tỉnh Bình Định và Bến Tre. Quán quân tập 2 đã lộ diện, nhưng hành trình tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Hãy cùng chờ đón nhiệm vụ từ mật thư. Nhiệm vụ tiếp theo là di chuyển đến những địa điểm nằm trong lịch trình của ban tổ chức để gửi tặng những túi quà ăn xin đến cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hết, chúng ta sẵn sàng chưa nào? Lên lên, lên lên. Con là nó đi làm ăn đúng chỗ bị về nhà là đơn chiếc quá không có ai, mình đã làm nó nuôi năm người ăn, từ ngày đó đi là coi như thốn thiếu này kia thì coi ăn lây lắc vậy. Con dâu thì nó đau bệnh nằm tại chỗ, lưu tim đây đã 10 năm rồi thì nó nằm trong nhà kìa, thì còn mình nó con cái đồ khổ học hành cũng vất vả này kia. Tôi cảm ơn Liên minh Video đã giúp đỡ cho tôi phần quà. Với hoàn cảnh đặc biệt này, anh em Liên minh Winner tỉnh Bình Định đã quyết định cùng nhau trích chi phí để dành tặng cho cụ. Thấy rất là hào hứng và vui khi mình được giúp đỡ những gia đình khó khăn. Khó khăn nên đây là phần quà riêng của câu lạc bộ. Chiến hữu đồng hành, sức mạnh sẻ chia chính thức được khép lại với 2.000 phần quà ăn xin cùng một số vật tư y tế cho tuyến đầu và 30 triệu đồng đóng góp quỹ triệu túi ăn xin của tỉnh đoàn. Hy vọng chương trình sẽ là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự lớn mạnh của cộng đồng Liên minh Winner trong năm 2021. Honda luôn vì bạn.